vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Với sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Quận đoàn, Hội đồng đội quận, công tác đoàn, đội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nhiều chương trình, phong trào đã được triển khai với cách làm sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, thu được những kết quả đáng ghi nhận. Ngày 7 tháng 11, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quận Đống Đa đã diễn hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu niên khối trường học năm học 2021-2022, đồng thời phát động thi đua năm học 2022-2023. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Thanh niên và Địa bàn dân cư thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Đào Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, đồng chí Hà Thị Lê Nhung, Chủ tịch Hội khuyến học quận Đống Đa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Đống Đa. Cùng đến tham dự có đại diện các phòng ban chuyên môn quận Đống Đa cùng đại diện các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư Quận đoàn Đống Đa cho biết: Giữa đoàn thanh niên và hội đồng đội với ngành giáo dục đào tạo quận, các đơn vị liên quan đã được thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả từ quận đến cơ sở. Trong năm học 2021-2022 đã khép lại với nhiều thành tích đáng được ghi nhận. Kính thưa toàn thể hội nghị, với những kết quả đã đạt được trong năm 2021-2022, chuẩn bị bước vào năm học 2022-2023, thay mặt quận đoàn, hội đồng đội quận Đống Đa, tôi xin phát động phong trào thi đua đặc biệt trong năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sự nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, sự đồng hành, chia sẻ của các bậc cha mẹ học sinh và toàn xã hội cùng với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, phong trào đoàn, đội quận Đống Đa đã đạt được những kết quả tốt đẹp, tiếp nối thành công trong sự nghiệp chồng người, tiếp nối truyền thống hiếu học của quận trong nhiều năm qua. Các phong trào thi đua học tập, cuộc thi được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Toàn quận có 35 trên 35 liên đội tích cực tổ chức phát động trồng, chăm sóc công trình măng non, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Đồng chí Ngô Văn Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết Thanh niên và Địa bàn dân cư thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội chia sẻ tại hội nghị: Chúng tôi mong rằng là anh em, các đồng chí cán bộ đoàn khối trường học chúng ta quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống, rồi là tâm lý tình cảm cho các bạn học sinh theo mọi đối tượng, theo mọi độ tuổi. Thế thì cái hiện nay cái mà chúng ta quan tâm đấy chính là qua cái câu chuyện dịch ấy, thì nó nảy sinh một vấn đề tôi cho rằng rất là hay, đấy chính là tổ chức các nội dung trên bằng hình thức online, đúng không? Cái đó rất là hiệu quả. Không chỉ tăng cường các hoạt động phong trào cho học sinh, các nhà trường còn rất quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho các em với nhiều nội dung phong phú thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số và công tác truyền thông được quận đoàn Đống Đa đặc biệt quan tâm, kịp thời đáp ứng với yêu cầu của thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa cho rằng: Của đội ngũ cán bộ giáo viên, đoàn viên và thanh thiếu nhi của toàn quận đã chủ động khắc phục những khó khăn để triển khai thành công các mô hình hoạt động và đạt được những kết quả đáng phấn khởi mà trong báo cáo đã nêu. Trong đó thì có thể nhấn mạnh một số các cái nội dung nổi bật trong cái công tác của chúng ta. Thứ nhất là các cấp bộ đoàn, đội của toàn quận chúng ta đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng truyền thống thông qua các cái hoạt động học tập về nguồn tại các cái địa chỉ đỏ, các khu di tích lịch sử, bảo tàng, khu di tích văn hóa cách mạng hay các đợt sinh hoạt chính trị trong khối thanh niên trường trung học, hưởng ứng các cuộc thi như viết về tấm gương học tập làm theo phong tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi cuộc thi tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó thì chúng ta cũng đã góp phần giáo dục mạnh mẽ ý thức học tập, phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ các đồng chí đoàn viên thanh niên và học sinh của quận Đống Đa chúng ta. Cùng với đó
thì là chúng ta cũng đã hoàn thành các cái chỉ tiêu công tác đặt ra trong năm học, xây dựng đội vững mạnh, triển khai thực hiện tốt các phong trào thiếu nhi của Đống Đa thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên như phong trào học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, ý nghĩa thiết thực, xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, công tác thanh niên nhiệt tình, có trách nhiệm.